hắn, Nana, lão sư kỳ thật đều lặng yên cùng ở bên cạnh. Lúc trước, Nana tại gia nhập học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thời điểm đã từng đưa ra là một cái yêu cầu một bộ thần cấp cơ giáp, mục đích cũng không phải là vì chính mình, mà là vì bằng vào thần cấp cơ giáp có thể tại trong vũ trụ bay lượn. Nàng có được mạnh mẽ không gian năng lực, tại thần cấp cơ giáp phụ trợ dưới là có thể ở trong không gian thời gian dài sinh tồn, đồng thời cao tốc bay lượn. Ngày thường ở trong sinh hoạt, Nana không có cái gì yêu thích, nàng hết thảy vui vẻ, trên thực tế đều tại làm nhiệm vụ cùng Bạch Tú Tú trên thân. Mỗi khi làm nhiệm vụ ra ngoài thời điểm, nàng đều sẽ lặng lẽ đi theo ở bên cạnh hắn. Lúc trước tại Sâm La Tinh, làm nhiệm vụ bị Lâm Mạnh Hòa thử thời điểm, Lâm Mạnh Hòa cũng không biết nếu như hắn là mà thật sự muốn công kích làm nhiệm vụ, một thanh bạc trường thương màu trắng liền đã tại ở trong hư không vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị hướng hắn xa tay rồi. Nana cho tới bây giờ đều chưa nói với Lam Yến Vũ, nàng kỳ thật vẫn luôn luôn là đang yên lặng thủ hộ lấy hắn, cho nên hôm nay sự thật xuất hiện ra, nàng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại Lam Yến Vũ tào ngộ nguy cơ mạng thời điểm đó, tất nhiên là sẽ xuất hiện. Chỉ có điều nàng mặc dù là lần đầu tiên xuất hiện ra tại tứ bảo hộ Lam Yến Vũ, gặp phải đối thủ liền mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Chậm rãi giơ tay lên bên trong bạch ngân long thương, Nana chậm rãi nói, Hiên Vũ, các người đi trước. Đi, đi tới chỗ nào? Ta đều không tiếc đại giới hình chiều đến đây, các ngươi làm sao lại có thể đi được đây? Nam tử tóc đỏ mỉm cười nói, từ đầu đến cuối trên mặt của hắn đều mang sự ấm áp ý cười, nhưng không gian chung quanh cũng đã trở lên trên một mảnh đỏ sẫm. Nana hử lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước bước ra, bạch ngân long thường trước chỉ, lập tức thì đầu mũi thường một đạo thất thải vầng sáng ôm trọn ngân mang nở rộ đến. Chung quanh tất cả màu đỏ sẫm đều trong nháy mắt xuất hiện ra màu bạc trắng hoa văn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra giống nhau. Nam tử tóc đỏ ở trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, có chút ý tứ. Hai tay của hắn tại thân thể hai bên lưng lên, chung quanh màu đỏ sẫm trong nháy mắt đó đại thịnh, áp chế hướng cái kia hào quang màu bạc trắng bạc. Làm nhiệm vụ lúc này đã phải là phản ánh tới, hắn cố nén chính mình mãnh liệt tìm đập nhanh cảm giác, nâng tay phải lên, vận mệnh chi hoàn hào quang lấp lánh. Ngay sau đó, tam thập tam thiên dực chiến hạm liền hư không nổi lên, hắn cảm giác được rõ ràng cái kia nam tử tóc đỏ khủng bố, liền Nana lão sư đều bị áp chế, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Hiện tại biện pháp tốt nhất, liền chính là lập tức rời xa, chỉ có bọn hắn đi, Nana lão sư mới có thể buông tay cùng đối phương một trận chiến hoặc là rời đi chiến trường. Lên chiến hạm, là miền vũ tại kênh đoàn đội bên trong hét lớn một tiếng. Lúc này đây, lớp thực nghiệm tình chiến các học viên cũng đều đã phản ánh tới, đối mặt với đỉnh tiêm thần cấp cường giả va chạm, bọn hắn càng là cảm nhận được chính mình là nhỏ yếu như vậy, vô lực, nhưng bọn hắn còn có chút tâm cốt, còn có là miền vũ, không chút do dự. Từng cái cấp tốc hướng về phía tam thập tam thiên rừng chiến hạm bay đi. Tam thập tam thiên rừng dưới chiến hạm bụng mở ra, từng đài cờ giáp bay bắn sau khi tiến vào. Mọi người riêng phần của mình thu hồi, cấp tốc tiến lên trên vào chiến hạm bên trong. Làm nhiệm vụ lúc này, một vừa rồi nhìn đồng bạn tiến vào chiến hạm, trên tay phải là ám làm sắc quang mang lấp lánh. Thiên thánh liệt uyên kích đã xuất hiện ra tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn đột nhiên cầm trong tay đại kích hướng về Nana phương hướng vùng đi. Nana lão sư. Năm đó, Nana liền lần đường tựa theo thiên thánh liệt uyên kích dễ dàng đánh tan một tàu chiến hạm, cho nên hắn biết Nana vẫn luôn luôn là có thể sử dụng ra thiên thánh liệt uyên kích. Nana không quay đầu lái, tay trái hư không cầm nắm, thiên thánh liệt uyên kích liền đã đến nàng ở trong lòng bàn tay, tay trái bạch ngân long thương, tay phải thiên thánh liệt uyên kích. Siêu thần khí thật sự là ra ngoài ý định, xem ra chính như nhân loại các người chịu như vậy, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Mặc dù sự tình hôm nay có một chút đột nhiên, nhưng có thể làm cho ta được đến một kiện siêu thần khí cùng một kiện thần khí này, cũng tính là kết quả không tệ. Nam tử tóc đỏ đối với Lam Hiền Vũ bọn hắn liền tiến vào trong tam thập tam thiên dực chiến hạm, giống như là không thèm để ý chút nào. Người nói nhảm nhiều quá, Nana âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử tóc đỏ ha ha cười nói, đó là bởi vì ta triệt để kiên cố hình chiếu cần thời gian, chẳng qua là người không dám ngăn cản ta mà thôi. Nếu như không gian đổ sụp, bọn hắn sẽ chết càng nhanh. Cho nên nói, người vẫn là hết sức thông minh, không bằng người hiệu trùng với ta, ta có khả năng cướp người ra làm thế tử của ta đó. Đúng rồi, dùng thực lực của người đủ để làm ta đệ nhất vương hậu. Tại đấu la liên bang bên trong, ngươi cũng hẳn là đỉnh tiêm tồn tại đi. Nếu như ngươi làm ta đệ nhất hoàng hậu, tương lai ta có khả năng cân nhắc nhường đấu la liên bang hướng chúng ta đầu hàng, mà sẽ không chỉ để hủy diệt nhân loại. Chẳng qua là để cho bọn hắn trở thành
chủng tộc phụ thuộc của ta như thế nào. Nana hai mắt híp lại, trong mắt màu tím bên trong sát khí doanh nhưng trong tay trái thiên thanh liệt yến kích đột nhiên hướng về phía trước vùng xa, một đao màu ám làm sậm là bóng mờ trong nháy mắt đó đã đến nam tử tóc đỏ trước mắt. Nam tử tóc đỏ ánh mắt nhất đóng, một tiếng trầm thấp vù vù dùng thân thể của hắn làm trung tâm ở trong nháy mắt nhớ tới, lập tức thì toàn bộ không gian đều xuất hiện ra một màu đỏ sậm gợn sóng. Đương một tiếng vang giòn, một thanh trường kiếm màu đỏ sậm đã ngăn tại thiên thánh liệt uyên kích phía trước. Nó ngăn trở vị trí là thiên thánh liệt uyên kích bán kính chỗ mà không phải là lưỡi kích. Chuôi này màu đỏ sậm trường kiếm nhìn qua có tới dài hơn 4 thước, rộng lớn lưỡi kiếm tàn mát xa tối hồng sắc quang vực, trầm thâm vù vù chính là từ chuôi này trọng kiếm bên trên phát ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta tới từ lòng mã tình hệ thiên long tình thủ tọa, cho nên người có khả năng xưng ta là thiên long. Nam tử tóc đỏ chống trọ ra thiên thánh liệt uyên kích, mắt mỉm cười nói, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã hóa thân thành một mảng tối ánh sáng màu đỏ, thẳng đến Nana đánh tới. Nana ở trong tay phải bạch ngân long thương vùng lên, một đoàn thất thải vòng xoáy tại trước người của nàng thỉnh hình thành. Phanh một tiếng vang trầm, không gian rung động, Nana ứng tiếng lùi lại, nhưng mà thiên long cũng đình trệ ra tại nàng nguyên bản vị trí. Lúc này là mền vũ đã cái kia cuối cùng là leo lên trên tam thập tam thiên dược chiến hãm. Hắn khẩn trương thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem phía ngoài hải đại cường giả. Ta bọn hắn va chạm ở trong nháy mắt, toàn bộ tam thập tam thiên dược chiến hãm kịch liệt run rẩy lên. Chẳng qua là dư ba mà thôi, có thể tam thập tam thiên dược chiến hãm cũng đã vang lên trên chói tai cảnh báo. Bên trong chiến hạm, lúc này không có người nào mở miệng, rất nhiều học viên trên mặt, sớm đã che kín ra vẻ hoảng sợ. Thần cấp cường giả bọn hắn đều gặp qua, nhưng chân chính thần cấp cường giả chiến đấu, bọn hắn lại là còn lần đầu tiên nhìn thấy. Tuyệt đại đa số người ở trong lòng đều có một chút ý tưởng giống nhau, cái này chính là thần cấp sao, thần cấp cường giả va chạm lại có thể là như thế khủng bố. Đúng vào lúc này, một đạo màu lam nhạt ánh sáng đột nhiên tiến vào chiến trường, trầm thấp ở trong tiếng lôi mình, một đầu ôm trọn lấy áo sáp nắm đấm, trong nháy mắt đó đã đến cái kia nam tử tóc đỏ trước mặt. Nam tử tóc đỏ hai mắt híp lại, trên thân màu đỏ sậm đột nhiên đại thính, quyền kia đầu tại cách thân của hắn là một thước địa phương, bỗng nhiên dừng lại sau một khắc, thân hình hiển hiện bất ngờ chính là học viện sử lệ khắc hải thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ. Chiến hạ bên trong là mền vũ thấy Uông Thiên Vũ đột nhiên đến, lập tức vui mừng quá đỗi, vô luận là hắn hay là học viện sửa lại khác mọi người, đối với Uông các chủ đều có mãnh liệt lòng tin. Trong học viện vẫn luôn luôn là lưu truyền, Uông các chủ truyền thuyết, đời trước sửa lại khác thất quái một trong, lúc tuổi còn trẻ tung hoành liên bang đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng mà bọn hắn mừng rỡ chẳng qua là duy trì trong nháy mắt, nam tử tóc đỏ về mặt bỗng nhiên trở lên lạnh, một quyền hướng về Uông Thiên Vũ đánh tới. Hai quyền va chạm, trong tầm mắt của mọi người, toàn thân bao trùm lấy màu tím làm hòa lệ đấu khai Uông Thiên Vũ, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, càng khủng bố hơn, chính là trên người của hắn cái kia hòa lệ mà phức tạp đấu khai, thế mà vỡ vụn thành từng mảnh, ở giữa không trung bỗng nhiên sụp đổ, vô số mảnh vỡ trên không trung nở rộ, Uông Thiên Vũ cũng bị một quyền này đánh trong trước mắt liền không thấy tung tích. Chiến hạm bên trong lớp thực nghiệm tinh chiến, liên hoàn hồ là còn chưa kịp xuất hiện, ngay tại ở trong cổ họng két ra một tiếng dừng lại, tất cả mọi người cứ như vậy là gặp ma nhìn xem bên ngoài. Một quyền chẳng qua là một quyền, Uông các chủ vậy mà liền bị đánh bay ra ngoài, hắn lại ít nhất là 5 chữ đấu khải đi, tự nhiên liền phát toái. Tại sao có thể như vậy? Cũng đúng lúc này Nana nhìn lên, tay trái liền là thiên thánh lệ uyên kích, tay phải bạch ngân lòng thương, giống như là chớp giật phóng tới cái kia nam tử tóc đỏ. Đỏ lên một bạc, hai bóng người ở trong nháy mắt đó trở lên trên hư áo, mắt trần đã vô phương bắt được động tác của bọn hắn, nhưng mà không gian chung quanh đã kịch liệt rung động. Cho dù là tái tam thập tam thiên dục chiến hạm bên trong, lớp thực nghiệm tinh chiến mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực kinh khủng, giống như chiến hạm lúc nào cũng có thể phá toái. Uông các chủ nhanh chóng như vậy bị đánh bại là bởi vì Uông Thiên Vũ yếu sao? Tại thần cấp cường giả bên trong, hắn đã là đỉnh tiêm tồn tại, hắn dĩ nhiên không kém, hắn bị một quyền đánh lui chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đây chính là cái này nam tử tóc đỏ mạnh mẽ. Thiên long tinh thủ tọa, thiên long, mà có thể ngăn cản được hắn Nana rõ ràng cũng muốn mạnh mẽ hơn Uông Thiên Vũ rất nhiều. Là mềm vụ lúc này thao túng chiến hạm, cảm thụ rõ ràng nhất, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất một trong, trước này đường môn khoa học kỹ thuật kết tinh, lúc này tại trong lựa chọn như là lâm vào vũng bùn, cho dù là động lực toàn bộ triển khai, cũng căn bản là không có cách nào tại bên trong vũng không gian này di chuyển một chút.
Thông qua phi thuyền chủ điều khiển hệ thống phóng to tinh thần lực, là mình vũ có thể cảm giác được rõ ràng, không gian chung quanh tràn đầy vết sách, chiến hạm của bọn hắn có thể tồn tại, còn có thể không bị không gian xé nát, hoàn toàn là bởi vì Nana đang bảo vệ lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn trong mong muốn này thoát ly ra mảng không gian cũng căn bản không có khả năng. Làm học viện xử lý các học sinh, bọn hắn lớp thử nghiệm tinh chiến tại trong ngoại viện có thể nói là phong sinh thủy khởi, được vinh dự là mấy trăm năm qua ưu tú nhất lớp, có thể sờ nẻ khắc này, bọn hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có nhỏ yếu cùng với bất lực.